Lan thân mến, kính chào quý vị khán thính giả. Đây là chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài do cha Phaolô Trần Đức Hùng linh hướng. Và chương trình này được thực hiện hàng tuần trên DirecTV 2076 và Galaxy 19 trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, hàng tuần vào ngày thứ Bảy và ngày thứ Hai lúc 5:30 sáng. Giờ miền Đông sẽ là 8:30 sáng và đài Local VFace TV 57.2 và lúc 5:30 sáng thứ ba, đài S Channel 56.6 và hàng tuần vào ngày thứ Tư lúc 11:30 sáng và ngày thứ Sáu lúc 7:00 sáng. Ước mong quý vị đón xem và giới thiệu cho mọi người cùng xem nhé quý vị. Mọi ý kiến đóng góp và bảo trợ cho chương trình, xin mời quý vị hãy gửi thư về cho chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài qua PO Box là 2472 Garden Road, California 92842, số điện thoại liên lạc 714-230-9443. Rất cảm ơn quý vị. Và kính thưa quý vị, sau đây là một vài hình ảnh những sinh hoạt của gia đình Bác Ái Phaolô trong thời gian qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài là món ăn tinh thần gia đình Bác Ái Phaolô chia sẻ đến quý khán thính giả xa gần. Gia đình Bác Ái Phaolô được thành lập tại Việt Nam vào tháng Giêng năm 1977 với 12 thành viên tiên khởi. Nay 2016 đã hơn 39 năm do cha Phaolô Trần Đức Hùng dòng San Don Bosco linh hướng. Hội hoạt động uy tín, tận tình phục vụ những mảnh đời kém may mắn, không phân biệt tôn giáo. Mọi đóng góp được khấu trừ thuế, xin gửi về Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài, PO Box 2472 Garden Road, California 92842, điện thoại 714-230-9443. Rất cảm ơn quý vị. Xin cho con tim tôi luôn luôn rộng mở, đem yêu thương an vui cho ai cần tới, cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón, biết vui an ai đang buồn sầu. Vâng, kính thưa quý vị, đó là những hình ảnh một của gia đình Bác Ái Phaolô. Ước mong quý vị hãy tiếp tay với gia đình Bác Ái Phaolô để chúng ta có thể thực hiện được những cái chương trình để giúp đỡ cho những người nghèo, những người tàn tật và đặc biệt là các trẻ em mồ côi, khuyết tật tại quê nhà, và đặc biệt là lo cho các em vấn đề mà đi học, lo cho các em tương lai qua những cái chương trình mà quý vị vừa qua. Và mọi chi tiết mà quý vị muốn tìm hiểu thêm hoặc là muốn trở thành là một gia đình, một người hội viên trong gia đình của Bác Ái Phaolô, mời quý vị hãy liên lạc về cho chúng tôi với số điện thoại là 714-230-9443. Rất cảm ơn quý vị. Và như thường lệ, mời quý vị hãy cùng tiếp đón chị Uyển Nguyên, một người chị rất là dễ thương. Chị đã hoạt động trong gia đình Bác Ái Phaolô trong nhiều năm qua và chị đã có công tìm những cái bài thơ, sáng tác những bài thơ, rồi những cái bản nhạc công giáo, những bài thánh ca thật là hay để gửi đến trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Em thân mến, chào chị Uyển Nguyên. Chào Mỹ Lan, chào quý vị khán thính giả. Chị Uyển Nguyên ơi, mới đây mà chúng ta đã như là chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài của mình đã cũng tròn 2 năm rồi không thưa chị? Hơn 2 năm, 2 năm hơn một chút rồi đó. Hơn 2 năm mà mình đã thực hiện được khoảng 70 chương trình rồi, đúng không chị? 70 chương trình. Wow, mới đây mà 70 chương trình. Đó là nhờ công khó của chị Uyển Nguyên đó nha. Như vậy chị Uyển Nguyên nghĩ sao về trong suốt thời gian qua mình đã được 2 năm rồi và mình đã thực hiện được 70 chương trình, chị cái cảm tưởng chị như thế nào, chị có chia sẻ không? Thưa quý vị khán thính giả, thưa Mỹ Lan, thì nhìn 2 năm qua nó nhanh quá. Và thấy mình cũng cảm tạ ơn Chúa cho mình biết dùng thời gian 2 năm Chúa ban cho để đem lại niềm vui cho những khán thính giả ở xa gần. Đó là một cái hồng ân mà Chúa ban cho mình. Nhưng mà chị thấy rất là đồng hương của chúng ta, đặc biệt là khi mà theo dõi cái chương trình này thì cái feedback đánh giá thế nào và ý kiến mọi người ra sao về chương trình của mình hả chị? Thưa Mỹ Lan, thấy hầu hết tất cả những khán thính giả mà gọi vào á thì đều thương mến, đều lấy làm thích. Hình như chưa có ai mà chê. Vâng, thưa quý vị, làm sao mà chê được. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta như Mỹ Lan đã thưa lúc ban đầu, chúng ta có những bài thơ ca ngợi Chúa của chúng ta. Chúng ta cùng chia sẻ, chúng ta cùng tâm tình với Thiên Chúa của chúng ta và với Mẹ Maria và
cùng với những hộp cụp những bài thánh ca thật là hay. Đưa có một lần nghe những bản thánh ca, mình cảm thấy tâm hồn mình bay bổng lên, giống như là bay lên cùng Thiên Chúa, mình cảm thấy rất là ấm áp. Vâng, thưa quý vị, với tâm tình đó, ước mong quý vị hãy đón nhận chương trình, giới thiệu cho mọi người cùng xem và cùng tiếp tay với chúng tôi, hãy cùng bảo trợ cho chương trình để chúng ta có thể duy trì được cái chương trình này mãi. Và đặc biệt rằng là chúng ta đã thực hiện được, thưa quý vị, chị Uyển Nguyễn và các chị anh chị ở trong gia đình Buffalo đã in ra được những cái DVD và CD được được 5 chương trình rồi. Và mỗi một cái chương trình như vậy là chúng ta, mỗi một cái DVD và CD chúng ta có 3 chương trình ở trong đó. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được 5 đĩa DVD và CD kèm theo là đã tới 15 chương trình rồi. Và hình như là chúng ta đang thực hiện tiếp tục là đĩa thứ 6, đĩa thứ 7 phải không chị? Vâng, đang làm đĩa thứ 6 và đĩa thứ 7. Và cũng như là sự yêu cầu của quý khán thính giả, thì đầu tiên mình làm có một bài thơ, rồi một bài thánh ca, rồi từ từ mình làm một bài thơ, rồi hai bài thánh ca. Rồi bây giờ những cái CD sau này là ba bài thánh ca. Vâng. Thực sự ra mình nghe thánh ca mình rất là thương, rất là hay. Mà chị Nguyễn Nguyện đã tìm những cái bài thánh ca để mà nó phù hợp vào trong cái bài thơ. Chúng ta cảm thấy một cái chương trình nó rất là nhung lục, cái câu chuyện vậy. Thì em, chính bản thân em cũng là ở trong chương trình này, em còn thích đứng chi là quý vị khán thính giả của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, và không làm mất thời giờ của quý vị, bây giờ mà quý vị hãy cùng hướng tâm hồn chúng ta qua một cái bài thơ mà mình gửi đến quý vị sau đây phải không thưa chị? Vâng. Kính thưa quý khán thính giả, hết thảy chúng ta chưa ai nhìn thấy Chúa, và cũng chẳng sẽ không bao giờ thấy Chúa khi còn ở chốn dương gian này. Nhưng Thiên Chúa Cha chúng ta, Ngài thấy giữa cõi trần ai quá nhiều khổ đau do con người tạo cho nhau. Ngài chành lòng xót thương nên đã bỏ trời xuống để ban cho loài người một điều răn mới, một tình yêu mạnh liệt lạ lùng, yêu đến quên mình mà chỉ còn mong làm sao cho con người biết yêu thương nhau, đem lại hạnh phúc cho nhau trên đường lữ thử trần gian này. Vâng, mời quý vị lắng nghe bài thơ, một cái bài thơ tự là Điều Răn Mới. Vâng, vâng, mời chị. Thầy mà rửa chân con sao, Phê-rô cảm động xuyến sao bồi hồi, xin thầy mau dừng lại thôi, lẽ nào Thiên Chúa làm tôi dân này. Thầy ơi, con chỉ xin thầy, đầu con thầy rửa vì đầy tội nhơ. Thầy là cứu Chúa con thờ, con yêu kính không thờ ơ xem thường. Thầy trao điều răn tình thương, rửa chân tôi tớ là gương của thầy. Thầy ban cả xác thân này trở thành tấm bánh no đầy chia nhau. Thầy qua bao nỗi khổ đau vì yêu cam chịu trước sau một lòng, dù cho dòng máu tuôn ròng, đuối sức chết thảm lưỡi đồng đâm thâu. Cho con luôn biết nguyện cầu, nhớ lời thầy dạy ngẩng đầu nhìn lên, khổ đau thập giá trở nên hào quang chiến thắng ở trên nước trời. Bài thơ thiệt là hay, một cái điều răn mới. Và cái điều răn đó có phải là cái điều răn mà Chúa dạy mình thương yêu nhau không thưa chị? Vâng, là Chúa dạy cho mình, là cho Chúa ban cho mình cái điều răn mới mà Chúa làm gương trước cho mình, chỉ rửa chân cho các tôi tớ đó. Thầy là thầy mà thầy còn rửa chân cho các con, nên Chúa nói như vậy. Nên cả con cũng phải rửa chân cho nhau giống như thầy. Hay quá. Điều răn mới. Vâng, kính thưa quý vị. Thôi thì bây giờ còn cái bài thánh ca kế tiếp đây là chị Uyển Nguyện đã chọn được bài thánh ca nào thưa chị? Kính thưa quý khán thính giả, lời thơ vừa hé mở cho thấy tình Chúa yêu thương chúng ta vô bờ vô bến hơn cả vũ trụ bao la. Mời quý vị dành chục thời giờ chiêm niệm qua bài thánh ca sau đây với tiếng hát của Diệu Hiền, để một lần nữa xác tín Ngài yêu thương chúng ta đến cùng và đến cùng yêu thương. Vâng, mời quý vị cùng thưởng thức bài thánh ca Đến Cùng Yêu Thương. Thank you.
nhất nguyệt giữa trời, ôi tình yêu chưa tuyệt vời. Lấy chi đạp đến
ơn các thưa quý vị, và vẫn tiếp theo chương trình Con Đường Tình Yêu, kính như lên ngài, một quý vị hãy theo dõi một vài thông tin thương mại về một số nhà bảo trợ đã bảo trợ cho chương trình này. Còn quý vị nào có lòng thương mến góp một bàn tay, xin quý vị cứ liên lạc về cho chương trình Con Đường Tình Yêu, kính như lên ngài qua số điện thoại là 714-230-9443 nha quý vị. Và sau đây là những cơ sở thương mại đã bảo trợ, cứ mong quý vị ủng hộ cho những cơ sở thương mại này nha quý vị. Tam Biên Food To Go, hai địa điểm 714-548-4993, 714-363-2222. Vĩ Dạ Restaurant 714-531-2905. Nhà hàng Vân 714-530-6858. Broda Restaurant 714-530-1744. Bác sĩ Đặng Bình Chúc 714-775-5373. Và để tiếp tục chương trình Con Đường Tình Yêu, kính nhân lên ngài, thì chúng ta sẽ tiếp tục hai bài thánh ca nữa, phải không chị Uyển Nguyễn? Vâng, chúng ta sẽ có hai bài thánh ca. Bài thánh ca thứ hai là Linh Mục Lê Đức Hùng khẳng định: trong tay ngài, dẫu mà chúng ta chỉ như một cành trúc khô héo, Chúa cũng làm cho trở thành một cây sáo đẹp xinh, âm thanh trầm bổng, giai điệu thánh thoát ngọt ngào. Hồng Phượng trình bày sau đây. Tay ngài đã trở thành cây sáo đẹp xinh. Tay ngài nâng niu, tay ngài dịu dàng, giai điệu du dương âm nhạc bỗng trầm. Ngài dệt nên khúc hát tân ca, lòng rộn ràng con cất tiếng hoan ca. Trên con chưa tràn hãi hà, ngài ban ơn đổi mới tái sinh đời con nay xin thuộc về Chúa.
con nên bài ca, ca ngợi tình thương của Chúa. Mong cuộc đời con nên bài ca, ca ngợi tình thương của Chúa. Bài thánh ca Lời Trầm Hương, sáng tác của linh mục Nguyễn Sang, làm cho tâm hồn chúng ta như muốn bay cao, quên hết những vướng bận trần gian. Đó là những khoảnh khắc thật tuyệt vời, quy về với tình yêu Thiên Chúa. Bay cao như hương trầm nghi ngút, bay ngút bay lên tòa cao sang, trọn tâm tư dâng lên sát hồn với đời ước mơ. Trầm trầm tiếng ca tình yêu sột lên, vương vương câu hát ngất ngây hương lòng. Một đời ước mơ thành bài ca tuyệt vời tiên dâng lên ngài. Lời ca bay cao, lời ca bay cao như hương trầm nghi ngút, bay ngút bay lên tòa cao sang, trong tâm tư dâng lên sát hồn với đời ước mơ. Bừng lửa cháy ngày đêm thiêu đốt, say men khúc hát thanh ca tuyệt vời. Lòng này bao ước mơ, cuồn cuộn như suối nguồn tiên dâng lên ngài. Bay cao như hương trầm nghi ngút, bay ngút bay lên tòa cao sang, trọn tâm tư dâng lên sát hồn với đời ước mơ. Trầm trầm tiếng ca tình yêu sột lên, vương vương câu hát ngất ngây hương lòng. Chọn một đời ước mơ thành bài ca tuyệt vời tiên dâng lên ngài. Lời ca bay cao, lời ca bay cao như hương trầm nghi ngút, bay ngút bay lên tòa cao sang, trọn tâm tư dâng lên sát hồn với đời ước mơ. Thank you.
quý vị vừa thưởng thức hai bài thánh ca thật là hay, thật là tuyệt vời trong chương trình Con Đường Tình Yêu kính dâng lên Ngài, và cũng đã kết thúc chương trình chiều nay. Thưa chị Nguyễn, trước khi chúng ta chia tay cùng quý vị khán thính giả, mời chị hãy cùng lời nguyện cuối giờ. Mời Mỹ Lan, mời quý vị khán thính giả chúng ta cùng hợp ý dâng lên Chúa lời nguyện cuối giờ. Lạy Thiên Chúa cao cả, chúng con được phước làm con Chúa, hồng phúc quá lớn lao, vượt trên trí hiệu nhỏ bé của chúng con. Chúng con ước ao được mãi hoài ở trong vòng tay quang phòng yêu thương của Chúa, như nắm đất sét ở trong tay người thợ gốm, để Chúa nhào nặn chúng con thành sản phẩm hữu ích, rồi Chúa sử dụng theo ý Chúa muốn. Xin đừng để chúng con trở thành vô dụng, bị Chúa loại bỏ. Còn hơn thế nữa, chúng con ước ao lòng Chúa thương xót thánh hóa chúng con trở nên bàn thờ Chúa ngự, để chúng con đêm ngày được gần bên Chúa, ở trong Chúa, và nhất là thực thi lòng yêu thương như Chúa đã thương yêu chúng con. Amen. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì xin phép được tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Con Đường Tình Yêu kính dâng lên Ngài lần sau. Xin thân mến kính chào quý vị.